văn, nhược họa ngược bệnh giả, thủ hộ báo lan bì, chủ tam thất biến, phi trước thân thượng, tức sai, sư tử bì tối thượng. Việc dịch: nếu bị bệnh rét hoặc bị loài ma rét dựa, nên dùng da cọp hoặc da beo tụng vào đáy 21 biến chú rồi đắp lên mình thì bệnh sẽ khỏi ngay. Như được da sư tử thì càng tốt. Lược giảng: nếu bị bệnh rét hoặc bị loài ma rét dựa, giả sử có người bị mắc bệnh sốt rét. Bệnh sốt rét là như thế nào? Các cơn sốt rét phát tác ở thời gian nhất định, hoặc bị một ngày một lần, hoặc hai ngày bị một lần, hoặc ba ngày mới bị một lần. Sốt rét một lần một ngày hay còn gọi là sốt rét ngày. Bệnh sốt rét, biểu hiện của nó là nóng lạnh bất thường. Nguyên nhân bị bệnh nhiều khi có thể là do bị ma sốt rét nhập dựa hành thân. Khi con ma sốt rét này dựa nhập quý vị sẽ cảm thấy rất lạnh. Nhưng khi con ma sốt rét rời đi thì bệnh nhân lại cảm thấy như bình thường. Loại bệnh này thật sự rất quái ác. Đối với loại sốt rét này, quý vị nên dùng da hổ, da báo hoặc da sói. Tìm một tấm da hổ hoặc da báo hoặc da chó sói, tụng vào đáy 21 biến chú. Quý vị trì chú đại bi 21 biến vào tấm da, rồi đắp lên mình. Sau đó quý vị đắp tấm da đó lên người, thì bệnh sẽ lành, thì bệnh sẽ khỏi, còn ma rét cũng phải co giò, bỏ chạy mãi. Như được da sư tử thì càng tốt, nếu quý vị sử dụng một tấm da sư tử thì sẽ là tốt nhất. Hán văn: nhược bị xà thích, thủ bị thích nhân kết ninh, chủ tam thất biến, trước thương trung, tức sai. Chú: ninh tức nhĩ, trung cấu giả. Biệt dịch: nếu bị rắn cắn, dùng chất ráy đóng trong lỗ tai của người bị cắn, tụng chú 21 biến, thoa vào vết thương, nọc rắn liền tiêu. Lược giảng: nếu bị rắn cắn, nếu như có người bị rắn cắn, thì nên dùng chất ráy đóng trong lỗ tai của người bị cắn, lấy ráy tai trong tai của người bị cắn, tụng chú 21 biến, tụng vào đáy 21 biến chú đại bi, thoa vào vết thương, sau đó thoa chỗ ráy đó lên vết thương, nọc rắn liền tiêu, thì nọc độc của rắn sẽ tiêu trừ. Hán văn: nhược hoạn ác ngược nhập tâm, muộn tuyệt dục tự giả, thủ đào giao nhất quả, đại tiểu diệt như đào quả, thanh thủy nhất thăng hòa, tiện thủ bán thăng, chủ thất biến, đốn báo tận, tức sai. Việc dịch: nếu bị bệnh rét giữ nhập tâm, hồn muội sắp chết, dùng một khối mũ cây đào lớn ước lượng bằng trái đào, đem hòa với một thăng nước trong, sắc còn một nửa, tụng chú vào đáy 7 biến, rồi uống trong một lần, bệnh sẽ lành. Thuốc này chớ cho phụ nữ sắc. Lược giảng: nếu bị bệnh rét giữ nhập tâm, bệnh sốt rét nói ở phần kinh văn trên là sốt rét thông thường, không nghiêm trọng lắm. Còn bệnh này cũng là sốt rét, nhưng nặng và nghiêm trọng. Không phải cách ngày mới bị, mà mỗi ngày bị vài ba lần, cho nên nói là nhập tâm, hôn muội sắp chết. Lúc bệnh phát tác, người này thậm chí còn tuyệt vọng muốn chết, hay có thể hiểu là nghiêm trọng, có thể dẫn đến tử vong. Dùng một khối mũ cây đào. Quý vị có thể tìm một cây đào, lấy mũ của nó. Mũ này thường bám trên thân cây, có màu nâu đỏ, rất dẻo và dính. Lớn ước lượng bằng trái đào. Lấy một lượng mũ bằng khoảng kích thước giống như một quả đào. Đem hòa với một thăng nước trong. Đem chỗ mũ đào đó hòa với một thăng nước sạch. Như đã nói ở phần trên, thăng là bằng khoảng 1 lít. Có thể bằng một bát hoặc ba bát. Sắc còn một nửa. Sau đó sắc xong, còn lại một nửa. Tụng chú vào đáy 7 biến rồi uống. Sau đó tụng vào đáy 7 biến chú đại bi, uống trong một lần. Rồi trong một lần uống hết chỗ thuốc đó. Nhưng hãy nhớ, khi cho người bệnh uống thuốc, tuyệt đối không được để cho họ biết là thuốc gì. Nếu quý vị cho họ biết là thuốc gì, thì thuốc sẽ không còn tác dụng. Bệnh sẽ lành. Sau khi uống thuốc xong, bệnh sẽ khỏi ngay. Thuốc này
chớ cho phụ nữ sắc. Khi sắc thuốc không được cho phụ nữ sắc, tại sao? Vì đàn bà là âm, đàn ông là dương, sốt rét là bệnh thuộc âm. Nếu dùng nam nhân, sắc thuốc sẽ có tác dụng. Nếu là nữ nhân sắc thuốc, dược tính sẽ giảm đi. Đàn ông thuộc về dương và chỉ có dương mới có thể chế ngự căn bệnh thuộc âm này. Ha ha ha,